Xin chào các bạn, và vào dịp xuân thì bọn nghĩ rằng Hội An sẽ là một địa điểm mà các bạn chọn đi du lịch rất là nhiều. Đến với Hội An thì mình sẽ có những cái món đặc sản rất là ngon, ví dụ như là mì Quảng nè, hến xúc hay là bánh tráng cuốn thịt heo. Wow, và là những món ngon đúng không? Và những cái món mà Bảo vừa kể tên thì đều ăn cùng với bánh tráng hết. Thế có bao giờ các bạn tò mò rằng là cách tạo ra những chiếc bánh tráng nó như thế nào không? Ngày hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu cho các bạn về điều đó. Còn bây giờ thì đi theo Bảo nhé. Đây là cô Mai, và từ nãy bao giờ Bảo nói về người chuyên làm những cái bánh tráng để ăn cùng những cái món mà đặc sản mà Bảo nói. Dạ con chào cô ạ. Dạ con nghe mọi người nói là cái công việc của mình bắt đầu sớm lắm đúng không vậy cô? Sớm rồi cô đã đồn hả con? Dạ là thường là khoảng mấy giờ cô? Những gì nên là 4-5 giờ là lo dạy rồi, chứ còn trễ là không có đủ thời gian. Dạ tại vì vào dịp Tết thì cái nhu cầu bánh tráng cũng tăng lên. Dạ. Cái công việc đầu tiên mình bắt đầu làm cái bánh tráng này là mình làm cái gì cô? Trước tiên là mình ngâm gỗ. Dạ. Giúp cho sạch. Dạ. Xong rồi là mình qua mình ngâm ra một tiếng hơi tiếng đồng hồ rồi mình mới đem ra mình mã. Dạ. Gỗ thì phải là như mình đón bánh này thì phải dùng gỗ trong năm hoặc là gỗ xiệt rồi đó. Chứ còn gỗ an của mình thì dùng không được. Dạ. Rồi sau khi mình ngâm gạo xong thì tiếp tục cái công việc mình làm là gì vậy cô? Giúp cho sạch đó. Dạ. Xong rồi là mình chỉ có má ra thôi. Dạ, mình sẽ đi xay cái phần gạo đó. Vì mình có cấu ở nhà đây là mình đem ra mình... Nhưng mà con thấy là ví dụ như bình thường mà gạo mình xay ra thì cái bánh nó sẽ có màu trắng. Cái này con thấy là cái bánh tráng mình nó hơi ngả vàng một chút. Hồi xưa thì trón y màu trắng, hồi mà dạ. người tiêu dùng của mình họ không đồ hũa đó. Còn trừ là họ ưng có cái màu vô một xí. Dạ. Thì họ ưng màu bột nghệ thì mình bỏ nghệ, mà họ ưng bỏ kẹo, đường kẹo thì mình bỏ đường kẹo. Như cái hôm nay là mình cho hôm gì vào đây? Hôm nay là cô bỏ đường kẹo. À, hôm nay là cho đường kẹo vô. Hoặc là bình thường muốn có màu nữa thì mình cho nghệ. Chứ cũng không có dùng những cái màu thực phẩm ở ngoài hả cô? Dạ. Đường kẹo là cho ra đứa đó mình tháng rồi mình đổ vô. Dạ, rồi sau khi mình tráng xong những chiếc bánh này thì mình mang ra ngoài phơi. Phơi trong khoảng bao nhiêu lâu là được cô? Thôi tùy theo nắng cơ. Dạ, tùy theo nắng. Nhưng mà ví dụ như mà nắng tốt như mùa xuân như thế này thì khoảng một ngày không cô? Không, mình phơi chỉ khoảng một tiếng hơi tiếng là khô thôi, vô đĩa trong nhà. Dạ, con cứ nghĩ là phơi cả ngày. Cái này thì cô nói là phơi chỉ tầm một tiếng, hai tiếng tùy vào cái lượng nắng thôi. Những cái chiếc bánh tráng này sẽ ăn cùng những cái món ăn mà khi mà các bạn đến với xứ Quảng rất là quen thuộc. Mì Quảng nè, bánh đập nè, hến xúc nè. Cái món này mình ăn với bánh tráng cuốn thịt luôn được đúng không cô? Dạ. Nhiều nhất là cuốn bánh thịt, rồi tới mùa là có á nục đồ là bốn bát lắm cơ. Vào thời điểm này thì mỗi ngày như vậy mình cho ra thị trường khoảng bao nhiêu cái cô? Cô lồn ví dụ nhiều thì họ cũng tiêu thụ hết như một ngon cỡ. Một ngày cô lồn được ngon thì cũng lấy ngon cỡ. Nhưng mà với sức khỏe là cô lồn ít thì cô lồn cỡ 600-700 cỡ. Dạ. Rồi cô bắt đầu cái công việc làm bánh tráng này năm bao nhiêu tuổi vậy cô? Hồi nó 22 tuổi là cô đã biết trón bánh này rồi. 22 tuổi, làm xuyên suốt cho tới bây giờ luôn. Dạ. Có lồn năm lồn đồ nữa, phụ nữa chứ. Dạ. Có đề khi nào rảnh thì cô lộn nghề này. Rồi đi đâu thì cuối cùng vẫn phải về làm bánh tráng. Dạ. Nhưng mà hồi trẻ thì cái năng suất mình làm cao hơn bây giờ không? Hồi trẻ thì lộn nhiều hơn chứ không? Dạ. Hồi trẻ thì một ngày trung bình được khoảng bao nhiêu cái cô? Cũng được ngon cỡ cả ngàn cái. Cô lộn. Dạ. Trời giờ giò đầu cô lộn cỡ 700 cỡ. Ngày xưa là 1.000 mà bây giờ 700 rồi. Như vậy là vẫn duy trì được rất tốt rồi. Dạ. Nhưng mà cái nghề này thì trong gia đình mình sắp tới thì vẫn có ai nối nghiệp chứ cô? Dạ. Nói nghiệp thì không có rồi con. Dạ. Ở lứa tuổi cô từ trừ thì hết rồi. Bởi vì chỉ lồn có đủ ngà canh thôi chứ không có thu nhập nhiều. Cho nên cỡ tuổi trẻ là nghỉ hết. Dạ. Nhưng mà con thấy hồi nãy con đi ở bên ngoài hình như có những nhà bên cạnh vẫn có làm bánh tráng này chứ con nhỉ? Có lồn thì cỡ tuổi cô rồi lồn. Dạ. Tuổi trẻ rồi là không có lồn. Trong làng này thì mình còn khoảng được bao nhiêu nhà làm cái món bánh tráng này cô? Còn cũng nhiều cô. Dạ. Nếu như quả thông thì còn cũng là 20. 20.
À, trong thôn này cô nói là bây giờ thì vẫn còn khoảng hơn 20 gia đình làm bánh tráng như thế này. Bánh tráng là cái món mà gần như là không thể thiếu trong những cái món ăn, và đặc biệt là những cái món đặc sản khi mà các bạn đến với xứ Quảng. Và chia sẻ thật với các bạn là cô bắt đầu làm cái công việc này từ 4-5 giờ sáng, ngồi đến bây giờ là cũng khoảng hơn 10 giờ rồi, mà ngồi đây rất là nóng. Nãy giờ thì bảo ngồi đây chỉ tầm cỡ 10 phút thôi mà như các bạn thấy là nãy giờ mồ hôi trên người là nhễ nhại hết. Mà mặc dù là ngồi đây là nói chuyện với cô thôi chứ cũng không có làm gì hết, trong khi là bên này thì cô phải làm liên tục như vậy. Bây giờ con phụ cô làm thử vài cái bánh tráng này được không? Cô bày con làm nha. Cô chỉ từng công đoạn một trước. Dạ. Con dựng lên đó. Cái này là chỉ dựng lên hả cô? Có rớt không cô? À không rớt hả? Hồi hộp quá. Mấy cô hàng xóm nó rớt 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 sao cô? Rớt thì đến. Thì thôi nãy giờ nên con mới rất là kỹ. Cái này mới không, thật ra là từ trước giờ thì ở quê cũng có bánh tráng nhưng mà chưa bao giờ đi vô một cái nơi làm bánh tráng bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên cầm cái miếng bánh tráng này lên, cảm giác giống như là cái miếng da lợn ở nhà thì ăn một cái lớp da lợn mình lột lên vậy, nó mềm giống vậy. Miễn còn nắng quá là mềm, dạ nguội xíu nữa là dơ cái bánh. Thơm quá, ăn không trước đi. Bây giờ trong thời gian mà có xì dầu, có xì dầu, có xì dầu, có xì dầu với ớt. Bây giờ thì bà sẽ ăn thử cái chiếc bánh tráng cô Mai vừa tráng để trên trên cái vỉ này luôn, chấm với xì dầu. Bánh tráng còn dai, chấm với xì dầu mặn mặn, thơm thơm, ngon quá. Cầm lên cảm giác mình ăn cái này giống như là mình ăn cái món bánh, giống như là bánh 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 ướt, bánh cuốn gì đó, chứ không phải là mình đang ăn cái chiếc bánh tráng, tại vì nó còn mềm, nó còn dai lắm. Dạ, bột thơm lắm, chấm với xì dầu. Thật ra mà nếu mà sáng sáng mà mình ăn, mình chỉ cần như này mình chấm với xì dầu là xong buổi sáng rồi cô nha. Dạ, ngon quá. Thưa quý vị, bột đã sẵn sàng, bếp đã sẵn sàng. Bây giờ là phần mở tráng bánh tráng. Cô làm gì quên ta? À, múc cái này vô trước. Cái này là như đây là đủ rồi đúng không cô? Dạ. Mở nắp ra, đổ cái này vào giữa. Tráng lại. Đậy lại, cho cái này lên. Rồi cái cây lấy đâu mất tiêu rồi. Nope. À cái cây đây à, dạ. Rồi nhúng nước vô. Bao giờ thì được cô nhờ? Dạ, à, là khi nào mà hơi bốc lên nhiều là lúc đó biết chín. Nóng quá. Cái này là tại vì con khoái ăn bánh cuốn á cô, rồi con cuốn sẵn vậy nè để lát chấm nước tương ăn luôn. Thôi bây giờ mình làm lại một cái thử xem, lúc nãy là mình phải kẹp cái phần này liền với ngón tay liền kéo nó lên. Dạ. Rồi bây giờ thì Bảo sẽ lường bột lại đây để các bạn xem. Đây là cái đồ để lường bột, cho vào trong cái giá này đấy. Rồi từ cái giá này thì mình sẽ đổ lên trên này.
Một là cuộc sống nở hoa. Hai là cuộc đời bế tắc. Rồi, coi như là xong cái công việc là tráng thử cái phần bánh tráng này. Thì có thể thấy rằng là những cái công đoạn ban đầu thì làm rất là dễ. Nhưng mà cái công đoạn là mình phải lấy cái bánh tráng ra làm sao để cho nó không có bị nhăn lại như cái này. Đó. Cái thứ hai nữa là mình phải tráng cho nó mỏng ra để cái kích thước của cái bánh tráng nó phải như cô Mai đang làm đây. Và giống như là mình quen tay rồi thì cái việc mà mình tráng bánh tráng ra thì kích cỡ nó gần bằng nhau cả. Chứ như Bảo lần đầu Bảo không biết là cái kích cỡ nó sẽ như thế nào. Thì thật ra nó cho ra một cái bánh tráng nó như này, nó sẽ bị dày nhưng mà nó sẽ bị nhỏ, vì kích cỡ nó bị nhỏ. Thì tất nhiên là mình nhìn cảm quan bên ngoài là mình sẽ thấy rằng là mình sẽ chọn chiếc này chứ ai đâu chọn cái này có 5 điểm, cái này 10 điểm mà. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là sẽ trả cái gian bếp này lại cho cô Mai. Thực khách hoặc là khách du lịch Tết họ đến đây họ muốn mua thì có cần phải đặt trước hay không, hay là tới đây thì có mua ít ít thì có, còn mua nhiều thì không có nữa con. Dạ. Vì mình có của bọn họ không có chừng nào. Dạ. Một ngày như vậy thì tầm khoảng bao nhiêu để mình ví dụ dư ra để mọi người đến đây đột xuất mua được cô? Đột xuất họ mua được thì mình chỉ bốn họ mà một sách hơi sách là ăn thôi, chứ còn số lượng nhiều thì mình của bọn họ không muốn bốn. Bọn nghĩ đó cũng là cái đặc biệt của không chỉ riêng cái nơi làm bánh tráng ở nhà cô Mai mà mọi người ở trong vùng này cũng vậy. Khi mà tới đây mình là khách du lịch, mình tới đầu xuất mình mua thì nhiều lắm thì các bạn chỉ mua được tầm 1-2 sắp bánh tráng mình về mình ăn thôi. Tại vì ở đây thì mỗi ngày là số lượng của cô đã có bạn hàng lấy rồi đấy. Số lượng ít nhưng mà chất lượng ngon. Và lúc nãy giờ ngồi nói chuyện với cô thì thường ấy, khi mà mình nhắc đến bánh tráng Quảng Nam thì mình sẽ nghĩ ngay đến bánh tráng Đại Lộc. Nhưng mà nãy giờ ngồi nói chuyện với cô thì Bảo mới phát hiện ra là ngay tại vùng Phú Chiêm này mới là một trong những cái nơi, những cái làng nghề làm bánh tráng đầu tiên ở khu vực Quảng. Đi du lịch đến Quảng Nam hay đến Hội An thì chúng ta hãy dành một chút thời gian đến với khu vực Phú Chiêm này để chúng ta thưởng thức thử một chiếc bánh tráng Phú Chiêm nó ngon như thế nào. Và những cái chiếc bánh tráng khi mà được làm thủ công thì sẽ được tráng trên những cái bếp được chụm bằng củi luôn. Mà chắc có lẽ là các bạn cũng sẽ hiểu cái điều Bảo đang nói. Đó chính là những chiếc bánh mà làm thủ công có cái vị của khói, cái vị của quê nhà. Ăn nó ngon lắm. Nó không chỉ ngon bằng hương vị mà cái cảm xúc mà mình khi mình ăn cái chiếc bánh đó nó đem lại cũng rất là tuyệt vời nữa. Và lúc nãy thì cô Mai nói là trong khu vực thôn thì có khoảng hơn 20 gia đình làm bánh tráng. Thế nhưng mà cái đặc biệt đó chính là mỗi gia đình thì sẽ làm một cái loại bánh tráng khác nhau. Và giờ này thì cũng đang nắng rất là đẹp nữa, nên mình nghĩ rằng là mọi người vẫn đang tất bật với công việc làm bánh tráng này. Hay là bây giờ thì chắc có lẽ là Bảo sẽ đi một vòng ra ngoài để xem mọi người ở đây làm những chiếc bánh tráng này như thế nào. Và con cảm ơn cô Mai rất là nhiều ngày hôm nay đã kể những câu chuyện và hướng dẫn cho con về cách để làm một cái chiếc bánh tráng ở đây. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ. Và bây giờ thì chắc là chúng ta cùng đi nhé. Ủa bên này à? Lộn bên. Lúc nãy thì là bên nhà cô Mai, còn bây giờ thì Bảo đang đi vòng vòng những cái ngôi nhà bên cạnh thì cũng có làm bánh tráng như các bạn đã thấy đó. Mọi người phơi rất là nhiều. Phải nói là từ bắt đầu từ con đường ở ngoài kia đi vô đây thì giống như con đường bánh tráng vậy đó. Mọi người phơi rất là nhiều ở trong nhà rồi ở bên ngoài luôn. Và với những gì mà ngày hôm nay Bảo tìm hiểu thì hy vọng rằng cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cách mà người Quảng Nam làm ra những chiếc bánh tráng như thế này, xuất hiện trong những món ăn rất là quen thuộc của chúng ta. Và vào ngày Tết thì ở đây phải nói rằng là khắp con đường, khắp mọi sân nhà thì đều có bánh tráng cả. Người dân làm bánh tráng để phục vụ nhu cầu cho Tết. Không chỉ có những chiếc bánh tráng mà ngay cả những bông hoa nè, thiên nhiên, con người ở đây đã tạo ra một bức tranh mùa xuân rất là tuyệt vời ở làng... Làng gì vậy bà? Phú Chiêm. Làng Phú Chiêm. Xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Con cảm ơn bà rất là nhiều. Quên. Và Bảo nghĩ rằng đây cũng là một cái địa điểm mà nếu như các bạn đi du lịch đến Hội An, hãy dành một chút thời gian đi đến đây. Chúng ta sẽ vừa tìm hiểu được về cách làm những chiếc bánh tráng, mua những chiếc bánh tráng này về làm quà. Và hãy yên tâm một điều, thiên nhiên và con người ở đây cũng rất là dễ thương nữa. Còn đến đây thì xin cảm ơn sự theo dõi các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo nhé. Xin chào. Dạ, cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Thưa bà con về. Dạ.